Alex, chúng ta nhớ lịch livestream của thầy nó là thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 11 giờ sáng nhá. 11 giờ sáng chứ không phải 11 giờ tối nha mọi người. Buổi tối thầy rất là mệt, thầy dạy xong thì rất là mệt. Hello Mr. T, xin chào em. Và trên livestream thì thầy sẽ cố gắng học hai kỹ năng với chúng ta, đó là kỹ năng writing and kỹ năng speaking. Hai kỹ năng mà nó khó tự luyện nhất đúng không mọi người? Đó. Và hôm nay thì chúng ta chúng ta sẽ quay lại một cái kỹ năng speaking đúng không mọi người? Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau, đó là chủ đề watches, yeah. Hello Mr. T, hôm nay sinh nhật em nhưng mà em vẫn đúng giờ. Oh nice, yes, happy birthday. I guess this will be your present, right? The first present you will receive for your birthday. Xin chào Thế Trường, xin chào Quốc Việt. Ok. Nào, writing task 2, một bạn hỏi writing task 2. Nói chung là kiểu viết đơn giản. Thực ra nếu mà viết đơn giản hay clear thì thầy nghĩ là em đầu tiên em phải nghĩ cả ý tưởng của em đã. Ý tưởng nó dễ diễn đạt đã. Xong rồi em ngồi em viết diễn đạt ra thôi. Đó. Và nếu mà em có rảnh thì em xem lại mấy cái livestream của thầy. Thầy có viết về writing task 2 không nhiều thôi, nhưng mà thầy có viết. Thì em để xem cách mà thầy tư duy. Đó thì em để theo cái mẫu tư duy đấy của thầy. Đó, xem lại trên fanpage hoặc YouTube nha. Nào, chúng ta vào bài thôi mọi người, không để mất thời giờ của mọi người nữa. Câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau đó là do you like watches? Yeah, bạn có thích do you like to wear watches? Bạn có thích đeo đồng hồ hay không đúng không? Ok, đầu tiên các bạn sẽ cùng suy nghĩ với thầy nào. Trong speaking part 1 đúng không? Người ta hỏi gì thì đầu tiên mình phải trả lời nấy đã. Bạn có đeo đồng hồ hay không đúng không? Thích đeo đồng hồ. Thầy nghĩ là thầy có một chiếc đồng hồ đó thì thầy sẽ bảo là tôi có một chiếc đồng hồ đi, I have a watch đi đúng không? Và tôi gọi là tôi đã đeo cái chiếc đồng hồ này từ năm 2018 đi, kiểu mình cứ kể ra thôi đó, thật đi đúng không? Tôi rất là thích đồng hồ và tôi đã có một chiếc đồng hồ từ thương hiệu này, thầy sẽ kể ra cái hãng thương hiệu và tôi đã đeo nó từ năm 2018. Đối với tôi thì đồng hồ nó không chỉ là một cái thứ mà để gọi là check the time đúng không? Nó không chỉ là một cái thứ để check the time, để xem giờ. Bởi vì tôi thì hay xem giờ trên điện thoại, mình cứ thêm thông tin vào thôi. Tôi hay xem giờ trên điện thoại, mà đồng hồ nó còn là một cái gọi là một cái thời trang đúng không? Thầy sẽ nói là a fashion item, được chưa? A fashion item, một cái món thời trang đúng không? Đó. Nào, bây giờ đối với những cái ideas này, bây giờ thầy sẽ thử diễn đạt ra và thầy muốn chúng ta cố gắng hiểu, nghe hiểu cái ideas của thầy nhé mọi người nhé. So, do you like to wear watches? Well, yes, I do. Trả lời về câu hỏi đúng không? Yes, I do. I got an Armani watch and I have been wearing it since 2018. For me, it is not only an item to, check the time because I usually do it on my phone, but also a fashion item, yeah. Ok hen mọi người ha. Nó chỉ cần đơn giản như vậy thôi, không cần phải gì phải phức tạp cả đúng không? Người ta hỏi gì trả lời đấy và hãy diễn đạt ra nó, diễn đạt theo cái ý của mình thôi. Bởi vì phần part 1 đều là những câu hỏi liên quan đến bản thân của mình mà đúng không? Cho nên là mình có gì trong đầu mình cứ nói ra. Rất là đơn giản. Yes, I do, đúng không? À, tôi có, đúng không? À, tôi có một chiếc đồng hồ từ Armani. I got an Armani watches, đúng không? Đó, được chưa? I got an Armani watch. Và tôi đã đeo nó từ năm 2018. And I have been sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn, đúng không? Since 2018, được chưa? Đó. À, đối với tôi thì đồng hồ... Đối với tôi thì đồng hồ thì không phải là nó không chỉ là một cái thứ để xem thời gian. For me, it is not only cấu trúc not only but also đúng không? An item, to check the time. Bởi vì tôi thường xem giờ trên điện thoại because I usually do it on my phone, but also a fashion of item, yeah, a fashion of item, được chưa? Đó, đơn giản như vậy thôi, chỉ cần một câu như vậy là đã đủ để trả lời trong phần part 1 rồi,
nhé. Thầy sẽ thử trả lời lại một lần nữa, và thầy muốn lần này các bạn đã biết thầy nói gì rồi, biết chính xác thầy nói gì rồi, và các bạn hãy cố gắng để ý xem cái phát âm của thầy, cái độ trôi chảy của thầy, cái câu trả lời nó tự nhiên của thầy, được chưa? Đấy là những cái thứ mà góp cho phần nâng điểm của chúng ta lên trong kỹ năng speaking, chứ không phải là từ vựng. So, do you like to wear watches? Well, yes, I do. I got an, you know, Armani watch, and I have been wearing it since 2018. For me, it is not only an item to check the time, because I usually do it on my phone, but also a fashion item. Yeah, a fashion item. Yeah. Dễ hiểu đúng không mọi người? Dễ hiểu hàng. Uh-huh. So let's move on to the second questions here. Quên mất quảng cáo một xíu. Nếu mà bạn nào chưa có bộ đề dự đoán cho speaking tháng 5 đến tháng 8 thì chúng ta inbox thầy nhé. Thầy sẽ gửi cho mọi người nha mọi người. Yeah. Inbox fanpage IELTS thầy Alex nha. Mà đã lên fanpage rồi thì lên thả like cho thầy luôn nha mọi người. Trời ơi, ủng hộ người ta một like coi nhé. Yeah. Nào, chúng mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha cả nhà nhé. So, let's go to the second questions here. So, do you think a watch is important for you? Bạn có nghĩ chiếc đồng hồ nó quan trọng đối với bạn hay không? Đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ với thầy nhé. Thầy thấy là nó, thầy sẽ trả lời là khá là quan trọng đi. Nó có đi, đúng không? Yes, nó quan trọng đối với tôi. Đó. Thầy sẽ nói về trải nghiệm thật của thầy thôi. Thầy đeo đồng hồ từ năm 2015 rồi, đúng không? Đó, 2015 rồi, và như kiểu là tôi đeo nó everyday luôn ấy. Tôi đeo đồng hồ everyday từ năm 2015 rồi. Và từ đó thì nó trở thành một cái gọi là must have item, đúng không? Must have item là một cái sản phẩm phải có, đúng không? Trong cuộc đời, đúng không? Đó, in my life, đó, kiểu nói như vậy. A must have item, được chưa? Thôi thầy sẽ định nói thêm mà kiểu tôi không thể ra ngoài mà không có đồng hồ, you know, cannot go out without my watch, đúng không? Yeah, without my watch, đúng không? Without all day, đó. Đấy, tôi không thể đi ra ngoài mà không có đồng hồ được, đúng không? Tôi sẽ cảm thấy kiểu rất là I feel missing something, yeah. Tôi sẽ cảm thấy thiếu cái gì đấy ở trên cổ tay của tôi ấy, đúng không? My wrist ấy, đúng không? Đó, được chưa? Đó, thế thôi, đúng không? Rất là đơn giản thôi. Thầy như kiểu là các bạn thấy không? Câu trả lời nó rất là tự nhiên, giống như kiểu trong đầu mình có cái gì thì mình nói ra ấy mọi người. Vậy đấy là cái mà người ta muốn chúng ta làm trong phần speaking part 1 mà. Trong đầu có gì thì mình cứ nói ra thôi, nó tự nhiên như thế thôi. Đó. Nào bây giờ thầy sẽ thử trả lời lại một lần nữa. Lần này thì thầy sẽ thử diễn đạt trước. Và các bạn cố gắng là các bạn sẽ xem cố gắng hiểu đi, đúng không? Cái nội dung thì thầy đã cho sơ sơ chúng ta ở đây rồi. Đó. So, do you think a watch is important for you? Kind of, I have been wearing watches every day since 2015. So it has become a must-have item for me on a daily basis. I would say I can't go out without my watch. I would feel like, missing something on my wrist. Ok, hang mọi người, hang wrist, yeah. Wrist là cổ tay đúng không mọi người? So, bây giờ thầy Alex sẽ thử diễn đạt lại một lần nữa cho mọi người nhé. Và chúng mình sẽ xem cách thầy diễn đạt ra, đúng không? Và chúng ta có thể xem là cách diễn đạt như nào nè, từ vựng các thứ như nào nè. Ngữ pháp thì thầy nghĩ là cái quan điểm của thầy trong speaking thì thầy không sử dụng cấu trúc ngữ pháp là quá phức tạp. Đó. Bởi vì thầy không giỏi về ngữ pháp. Nói thẳng như vậy luôn, thầy không giỏi về ngữ pháp lắm. So, thầy thử ghi ra đáp án ra nhé, để cho các bạn được follow up nhé. So, do you think a watch is important for you? Kind of, or definitely cũng được. Đúng không? Kind of là kiểu, cũng hơi hơi đấy. Kind of ý là kiểu hơi hơi, đại loại thế, đúng không? I have been, wearing... Tôi đã đeo chiếc đồng hồ, đúng không? Watches every day. Since 2015, nhé, được chưa? So, it has become, a must-have item for me on a daily basis. Yeah, daily basis, được chưa? Đại loại thế, cũng hơi hơi đúng không? Kind of, yeah. Cũng hơi hơi này, tôi đã đeo chiếc đồng hồ mỗi ngày từ 2015
Vậy nó sẽ trở thành một cái sản phẩm mà không phải có đối với tôi trên mỗi ngày, đúng không? On a daily basis là hàng ngày, nó kiểu hàng ngày ấy, mọi người. Hàng ngày thì chưa. On a daily basis, yeah, hàng ngày. Đó, nó sẽ trở thành một cái sản phẩm mà không thể thiếu, đúng không? Nhé. Yeah. Đồ không, đồ phải có đi, đúng không? Nó là một cái đồ phải có. Đó. Must have item là nó đồ phải có, đúng không mọi người? Đó, từ vựng bình thường mà, đúng không? Tôi sẽ nói rằng tôi không thể ra ngoài nếu không có đồng hồ. I would say I can't go out without, you know, my watch. Yeah. I would feel like you know, missing something. Yeah. On my wrist. No. Okay. Nếu không mọi người. I would feel like missing something on my wrist. Đó. Dễ hiểu hay không mọi người hen? Nào, bây giờ thầy sẽ thử trả lời lần nữa cho mọi người nhá. Và thầy muốn chúng ta sẽ cùng xem cái cách mà thầy phát âm các thứ nó như nào hay mọi người ha. So, do you think a watch is important for you? Okay. Kind of, yeah. I've been wearing watches every day since 2015. So it has become a must-have item for me on a daily basis. I would say I can't go out without my watch. I would feel like missing something on my wrist. Các bạn thấy không? Cái cách phát âm của thầy nhé mọi người nhé. Từng từ nhé. Rồi cái độ trôi chảy nữa, đúng không? Rồi cái tốc độ nói nữa. Thầy nói, thầy nghĩ là kiểu thầy nói rất là nhẹ nhàng. Thầy không nói ào ào, đúng không? Mà quan trọng là thầy để ý về cái phát âm của mình phải rõ, được chưa? Phát âm phải rõ, trọng âm này, intonation lên xuống nó phải chuẩn. Và cái nội dung thì mình có trên mặt trước mình rồi, cho nên mình sẽ không bị về cái fluency nữa. Đó, nhưng mà cái phát âm đối với các bạn mà kiểu thấy khó nói, khó diễn đạt ấy, thì phải nhìn lại từ đầu đó về cái phát âm trước. Đó. Rồi các bạn để ý, nếu mà chúng ta trong lúc nói nhá, kể cả nội dung chúng ta hay đến bao nhiêu, từ vựng chúng ta hay đến bao nhiêu, thì nhưng mà cái phát âm của chúng ta không tốt ấy, thì có sẽ gây hiểu nhầm cho giám khảo. Nói mà không nói không ra, đúng không? Nói mà người ta không hiểu gì thì chắc chắn người ta sẽ không thể chấm điểm cho mình được. Đó. Kind of cũng được, không sao, mà thầy đọc là kind of, yeah. Kind of. Okay, hang. Let's move on to our next question, sir. Yeah. Câu hỏi tiếp theo nào. Dễ mà, đúng không? Các bạn thấy này, đúng không? Nội dung của thầy không có gì gọi là phức tạp với mọi người. Nội dung của thầy nó rất là bình thường ấy, đúng không? Nó rất là bình thường luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói hay phát âm chuẩn thì cũng có thể cho câu trả lời của chúng ta trên 8 chấm speaking nhé. Yeah. So do Have you ever received a watch as a gift? Okay, bạn đã bao giờ nhận một chiếc đồng hồ là quà chưa, đúng không? Bạn đã bao giờ nhận quà là một chiếc đồng hồ chưa, đúng không? Cái này thì chúng ta cứ kể thật thôi. Thầy sẽ kể chúng ta một câu chuyện thật của thầy luôn đó. Thầy sẽ bắt đầu kể nhá. Hồi xưa đợt năm 2018, có phải 2018 không? Không phải 2016 rồi. Đó. Nói chung là kiểu thầy không nhớ rõ năm nữa, nhưng mà thầy sẽ bảo là vào sinh nhật lần thứ N của tôi đi, đúng không nhá? Thì tôi nhận được một chiếc đồng hồ từ bạn gái cũ, đúng không? Đó. Yeah, so yeah, tôi sẽ nói là kiểu thầy sẽ nói là you know, receive a watch đi. Tôi nhận được you know, tôi nhận được món quà, receive a watch, yeah, from my ex, đúng không? Từ bạn gái cũ trên cái birthday của tôi, đúng không? On my birthday, yeah, được chưa? Thành thật mà nói thì cái đồng hồ thì nó không đáng giá trị mấy đi. Cái này thầy chia sẻ thật thôi, đó. Đồng hồ thì nó gọi là didn't cost much, đúng không? Yeah, nó không tốn nhiều tiền. Yeah, đúng không? Nhưng mà nó có một cái giá trị, nó mang lại một cái giá trị về tinh thần hoặc là về cảm xúc. Thì thầy muốn sử dụng một từ đó, sentimental value. Yeah, được chưa? Nó là cái sentimental value, một cái giá trị về tinh thần, đúng không? Đó. Và thầy sẽ nói, không nhất thiết chúng ta luôn luôn phải nói về đồng hồ. Chúng ta chỉ cần nói một hai câu liên quan đến câu hỏi thôi. Nhưng lúc sau thì các bạn có thể freestyle, các bạn có thể nói là go off topic được, nói một topic khác.
Thì ví dụ trong bài này thầy sẽ nói là điều này thì nó cũng áp dụng đến hầu hết những cái món quà khác của tôi. Tôi không chú trọng nhiều về cái giá trị, về cái tiền, về cái giá của sản phẩm, giá của quà hay là gì đấy, mà tôi dạng trân trọng về cái gọi là emotional value, đúng không? Đó. Thầy sẽ định nói như vậy nhá. Tất cả những món quà khác của tôi, almost những cái món quà khác thì tôi thì luôn trân trọng cái gọi là emotional value than gọi là cái công dụng đi, đúng không? Than the function or the price, được chưa? Đó, được không mọi người? Xem lại live của thầy ở đâu? Xem lại trên fanpage IELTS thầy Alex nha. Ủa mọi người, thầy để một cái chữ màu xanh to đùng ở dưới này nè mọi người, các bạn không thấy à? Đó, nó có ghi là xem lại tại fanpage IELTS thầy Alex đó, đúng không? Nào, các bạn đã hơi hiểu cái ý tưởng của thầy chưa mọi người? Yeah, nếu mà bạn nào học nhanh, hiểu nhanh thì các bạn sẽ hiểu cái ý của thầy rồi, đúng không? Thì bây giờ thầy sẽ thử diễn đạt lại cái câu trả lời này nhá. Đó. So, have you ever received a watch as a gift? Okay. Well, yes. You know, the one that I just mentioned from Armani, yeah? I got a watch from my ex on my birthday. I mean, back in 2016. To be honest, the watch didn't cost too much, but it has a lot of, you know, sentimental value. And this applies to almost presents that I have. I think it's more about, you know, the emotional value than the function or the price, yeah. Well, I appreciate, you know, the emotional value than the function or the price. Tôi trân trọng, đúng không? Yeah. Okay. So, thầy sẽ thử ghi lại đáp án cho các bạn để các bạn thể cùng xem và cùng học nhé. Yes, tôi đã nhận được rồi, đúng không? Tôi đã nhận được. Yes, you know, the one that I just mentioned from, you know, Armani, yeah. Các bạn nhớ là nãy câu 1 thầy có bảo là thầy có một chiếc đồng hồ từ Armani, đúng không? Đó. Thì thầy sẽ nói thế, you know, from Armani, được chưa? Mentioned from Armani. Tôi nhận được chiếc này, you know, I got this watch. Yeah. Nó cực kỳ mắc thì ngoài very expensive phần cụm nào không? It costs a lot of money này, it costs an arm and a leg này, exorbitant này, đúng không? Pricey này, costly này, đó, mấy cái cụm như vậy. I got this watch, you know, from my ex, you know, on my birthday, you know, back in, you know, 2016 chẳng hạn, thấy không nhớ rõ lắm. To be honest, yeah, thành thật mà nói, you know, đồng hồ này không đắt lắm đâu. The watch, you know, didn't cost, you know, too much, đấy, đúng không? But it has a lot of, you know, sentimental value. Nó có rất là nhiều giá trị về tinh thần, đúng không? Và điều này áp dụng cho hầu hết những món quà mà tôi nhận được đi. And this applies to, you know, almost presents that I have. I think, you know, I appreciate, trân trọng, đúng không? Appreciate, you know, the emotional value than, you know, the functions or the price of the gift. Đó, được chưa? Thêm chữ the gift vào. Đó, ok không mọi người? Đó. Thầy viết như vậy thì chúng mình đã hiểu hơn, đúng không? Yeah. The emotion of I more. Yeah, nói được rồi. Rather than đi. Ok không mọi người? Yeah. Thầy viết như vậy là chúng ta đã hiểu cái nội dung kỹ hơn rồi, đúng không? So bây giờ thầy sẽ thử trả lời lại một lần nữa nhé. Yes, rather than, đúng không? Quên thiếu than. Rather phải còn than, đúng không? Nào bây giờ thầy sẽ thử trả lời một lần nữa nha mọi người nha. So, have you ever received a watch as a gift? Well, yes, yeah, you know, the one that I just mentioned from Armani. I got this watch from my ex, you know, on my birthday back in 2016. To be honest, the watch didn't cost too much, but it has a lot of, you know, sentimental value. And this applies to almost presents that I have. I think I appreciate, you know, the emotional value
rather than the function or the price of a gift. Đó. Thế thôi đúng không? Simple as that, guys. Yeah, just simple as that. All right. Dễ hiểu đúng không mọi người? Khá là dễ hiểu ha mọi người ha. So, nói chung là về từ vựng, à đây các bạn hãy lưu lại cái từ này, sentimental value đúng không? Nó là hiểu giá trị tinh thần đúng không? Giá trị tinh thần đúng không mọi người? Sentimental value. Câu sau thầy cũng có sử dụng một cái từ như vậy, đó là kiểu gọi là emotional value đúng không? Cũng giá trị về cảm xúc đúng không? Hai từ này nó đan nhau đúng không mọi người? Giá trị tình cảm đúng không? Nó kiểu kiểu như vậy đúng không? Yes, giá trị tình cảm đúng không? Đó. Cảm xúc tình cảm đúng không? Tình cảm nó hay hơn đúng không? Nhé. Yeah. Được chưa? Thế thôi đúng không? Bình thường mà, từ vựng nó rất là bình thường luôn đúng không mọi người? Đó. Good. So, có gì không nhỉ mọi người nhỉ? Có gì thắc mắc không ta? Không đúng không? Thầy thấy từ vựng thầy sử dụng rất là bình thường. Thầy thấy là kiểu thầy kể ra cái thầy nói này ra là thầy nghĩ là giám khảo sẽ hiểu được là cái ý của thầy đúng không? Người ta hiểu được cái câu chuyện của mình. Đó. Vậy là thành công rồi, đúng không? Alright, so yes. Chúng mình sẽ đến với một câu tiếp theo nhé mọi người nha, một câu cuối trong buổi ngày hôm nay mọi người nha. Xong rồi chúng ta sẽ cùng ôn lại. So. Nào, câu cuối nào, trùng cuối nào mọi người. Why do people like expensive watches? Tại sao mọi người lại thích expensive watches? À, tại sao ta? Nói là mọi người nào. Nãy thì thầy có đọc một cái từ của Hiếu đúng không em? Hiếu có nói là show of my status. Được đúng không? Yeah, thầy cũng định nói như vậy. Đeo những chiếc đồng hồ mà xịn sò thì nó giống như kiểu là kiểu là một cái đẳng cấp, thế đẳng cấp, một cái status đúng không? Đó, một cái đẳng cấp. Thì thầy sẽ định nói là you know it's a way to like a status symbol đi đúng không mọi người, symbol, yeah, được chưa? Đó. Almost với most, hầu hết, gần hết, đó, hầu hết và gần hết đấy em, đó, hai từ đấy như vậy, almost với most đấy em. Thầy nghĩ định nói là những cái đồng hồ đắt tiền ấy thì nó là một cái status symbol và nó một cái gọi là một biểu trưng đúng không? You know, of success đi đúng không? Nó là một cái tượng trưng cho thành công đúng không? Chắc chắn những người đeo đồng hồ xịn sò thì họ phải rất là thành công và họ có cái địa vị đúng không? Thì đó là cái từ status, địa vị đúng không? Địa vị. Đó. Thì nó là một cách, thầy nghĩ là nó là một cách tốt đi để có thể gọi là you know show off đi đúng không? Yeah, show off your wealthy, your wealth. Your wealth là kiểu sự giàu có của bạn đúng không? Đó. Một số người thì kiểu họ gọi là đeo, họ giàu sẵn rồi, họ giàu thực sự rồi thì họ có thể đeo đồng hồ, họ you know wear expensive watches đi. Họ có thể đeo đồng hồ đắt tiền như kiểu là như cơm bữa. À, thầy sẽ cho chúng ta một cái từ như cơm bữa cực kỳ hay luôn. So as natural as breathing đúng không? Những cái người giàu có thì họ đeo đồng hồ như cơm bữa. Nhưng lại có một số người đi, họ đeo đồng hồ chỉ để gọi là tán gái, là chỉ để gọi là kiểu gây ấn tượng đúng không? Yeah, but others thì nhiều họ đeo đồng hồ như yeah, they wear fancy đi, fancy watches. Chỉ để gọi là impress thôi đúng không? Impress hoặc là attract women đúng không mọi người? Tán gái đúng không? Thu hút gái đúng không? Yeah, được chưa? Đó. Không có ý gì ở đây nha mọi người nhá. Đây chỉ là câu trả lời của thầy thôi nha, không có ý gì hết nha. Đó. Yeah, pursue expensive hobbies like collecting watches. À, đúng rồi, một số người người ta thích theo đuổi những cái thói quen mà rất là đắt đỏ. Một trong số đó là thu tập đồng hồ đúng không? Yeah. Function nó là công dụng em ạ. À, ở đây quên mất thầy chưa dịch cho chúng ta, quên mất các bạn chưa hiểu. Quay lại câu này một xíu nhá. Tôi nghĩ rằng tôi trân trọng cái giá trị tình cảm nhiều hơn là về cái công dụng hay là cái gọi là giá tiền của sản phẩm, của cái món quà đó. Được chưa? Nào, quay lại câu hiện tại chúng ta đang làm nhé mọi người. Sorry, nãy thầy chưa dịch cho chúng ta hiểu kỹ đúng không? So, do you like expensive watches? Đó thì thầy sẽ bảo là những cái đồng hồ đắt tiền này thì nó là một cái status symbol, nó là một cái gọi là biểu tượng cho, nãy thầy vừa nói cái từ gì, địa vị đúng không? Và nó là một biểu tượng cho thành công đó.
Và đeo những đồng hồ đắt tiền này thì nó là một cách tốt để có thể thể hiện cái sự giàu có của bạn, đúng không? Một số người họ đeo đồng hồ đắt tiền như cơm bữa, as natural as breathing, đúng không? Đó, tự nhiên như là thở thôi, đúng không? Thì là như cơm bữa đó. Nhưng một số người thì người ta đeo những đồ đắt tiền chỉ để impress bạn bè hoặc là attract woman, thu hút con gái thôi, đúng không? Đó. Nào, thầy sẽ thử trả lời ở đây nhá. Thầy thử diễn đạt ra hàng. Why do people like expensive watches? Well, expensive watches are a status symbol and a symbol of success, yeah, in my opinion. So I think it's a great way to you know, show everybody how wealthy you are without saying a single word. For some people, yeah, wearing an expensive watch is as natural as breathing, whereas, you know, others, you know, they like to buy fancy watches just to impress their, like, their friends or attract women. Oh. Ok không mọi người? Yeah, được ha. Đó. Bây giờ thầy thử ghi lại một lần nữa để cho các bạn dễ follow nhá, dễ hiểu hơn nhá. Alright guys, so well, đồng hồ đắt tiền, well, you know, expensive watches, you know, are you know, a status symbol, yeah, một cái biểu tượng địa vị, and một cái biểu tượng, and a symbol of success, yeah, được chưa? Địa vị và thành công, đúng không? Đó, success, yeah, hai chữ C, đúng không? Sorry guys. So I think it's a great way to, you know, show everybody how wealthy you are, đúng không? Everybody would say how wealthy you are, yeah, without, mà không cần phải nói câu nào, đúng không? Without saying a single word, đúng không các bạn? Yeah, đeo đồng hồ Rolex thì cần gì phải nói là tao giàu đâu, đúng không? Yeah, đúng không mọi người? Yes, you know, for some people, đối với một vài người này thì việc đeo đồng hồ đắt tiền, đúng không? Việc đeo đồng hồ là verb in, wearing an expensive watch, you know, như cơm bữa thì bình thường thôi, đúng với họ, đúng không? Is, you know, as natural as breathing, yeah? Như cơm bữa đấy mọi người. Thầy sẽ dịch cho chúng ta từ này luôn nhá. Như cơm bữa nhá. Như cơm bữa, đó. Đeo đồng hồ đắt tiền như cơm bữa đối với họ, đúng không? Yeah. Trong khi một số người khác wear as đi, đúng không? Others like to buy, you know, fancy watches just to, like, impress their friends or attract women. Đọc là attract, đúng không? Women. Yeah, thu hút gái thôi, đúng không? Yeah, được chưa? Như cơm bữa, as natural. Đây, as natural as breathing, được chưa? Đó, một cụm rất là hay. Fancy watches này, fancy là những cái đồng hồ gọi là sang chảnh này, đúng không? Thì thầy thay cho từ expensive đấy, đúng không? Thầy không muốn nói từ expensive nó nhiều quá, đúng chưa? Thế thôi, không có gì khó cả, đúng không? Thầy xem nào. A status symbol nó là kiểu gọi là biểu tượng địa vị, đúng không? Yeah. Biểu tượng địa vị. Biểu tượng địa vị đi, cho địa vị đi, đúng không? Cho địa vị. Nhớ, yeah, được chưa? Còn symbol of success nó biểu tượng cho thành công, đúng không mọi người? Đó. And a symbol of success nó là biểu tượng cho thành công. Cho thành công, đó. Đó, dễ hiểu đúng không mọi người? Đó. Nào, bây giờ thầy sẽ thử trả lời lại một lần nữa nhá, và các bạn cố gắng để ý cách thầy phát âm nha mọi người nha. Tắt mấy cái đỏ này đi, thầy rất là khó chịu mấy cái đỏ đỏ này. Yes. So, why do people like expensive watches? Well, expensive watches are a status symbol and a symbol of success. So I think it's a great way to, you know, show everybody how wealthy you are without saying, you know, a single word. And for some people, wearing an expensive watch is, you know, as natural as breathing, whereas others like to buy fancy watches, you know, just to impress their friends or attract women. Yeah. Ta-da, đúng không? Dễ đúng không mọi người? Thầy nói rất là dễ hiểu, đúng không? Nào, vậy là hôm nay chúng ta đi hết 4 câu của chúng ta ngày hôm nay rồi.
Đó, các bạn nhìn lại nhé. Các bạn hãy chụp ảnh màn hình lại cũng được để chúng ta về nhà ôn. Nhưng mà những cái dữ liệu này ở đây, những cái thông tin này ở đây ấy, nó chỉ là những cái câu trả lời của thầy thôi. Đó. Của thầy, những cái câu trả lời nó về bản thân thầy thì thầy dễ diễn đạt và thầy dễ nhớ hơn. Còn về nhà, thầy muốn chúng ta chỉ dựa vào câu trả lời của thầy chỉ để tham khảo. Và thầy vẫn muốn là chúng ta hãy tự có câu trả lời riêng của mình. Đúng không? Đó, cố gắng như vậy nhé. Đây đều là những câu trả lời nó rất là thật của thầy, đúng không? Nó liên quan về bản thân của thầy. Đó, thì thầy chỉ muốn chúng ta xem, chúng ta tham khảo để học cách diễn đạt thôi. Đó, học cách trả lời thôi nhé. Và nên có idea riêng của mình, nên tự soạn đáp án riêng của mình. Các bạn chụp ảnh màn hình lại nhé. Đây là câu 2 nhé, đúng không? Chụp ảnh màn hình lại nhé. Đó, được chưa? Chụp ảnh màn hình này, câu 3 này. Đó, được chưa? Câu 3. Đó là câu 4, đúng không? Đó, chụp ảnh màn hình lại. Đây được tầm ban mấy vậy thầy? 8.5 nha em. Yes, không phải nói nhiều nha, 8.5 nha. Trời ơi, học không học toàn hỏi những cái câu gì mà buồn cười vậy. Yes. Bài này nó 8.5 nha, nó nói thẳng vậy luôn đi, đúng không? Yeah. Được chưa mọi người ha? Cái vấn đề của kỹ năng speaking nha em, đó là chúng ta nói sao, chúng ta diễn đạt sao. Chứ còn nội dung nó không quan trọng lắm đâu mọi người ơi. Kỹ năng nói là mình phải nói hay mà, đúng không? Kỹ năng nói là mình phải nói hay. Đó, chứ không phải là cái nội dung hay rồi đi thi nói nhăng cuội là cũng được đáp án cao đâu mọi người nha. Không phải vậy đâu nhá. Cho nên ấy, ở nhà ấy, các bạn nên tập cái cách diễn đạt. Đó, tập cách diễn đạt có nghĩa là trong đầu mình nghĩ ra cái điều gì thì mình phải diễn đạt được ra. Nếu mà khó quá thì hãy viết ra trước. Và dần dần chúng ta sẽ cắt ngắn lại cái thời gian tư duy. Đó, cắt ngắn lại thời gian diễn đạt. Được chưa? Alright guys, nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Và lúc 11 giờ sáng nha các cháu nha. 11 giờ sáng. Bạn nào mà chưa nhận bộ đề dự đoán speaking tháng 5 này, tháng 8 của thầy thì chúng ta inbox thầy nha. Thầy sẽ gửi cho chúng ta để chúng ta có thể về nhà tự ôn. Đó. So, thank you very much, guys, and I'll see you guys later on, see you guys on Wednesday, yeah? Hẹn gặp mọi người on Wednesday, thứ tư nhé mọi người nha. Bye, guys, take care, people, I'll see you guys later, bye-bye.